Thần đồng SEA Games Phan Thanh Bình lên sàn diễn cùng vợ, để rồi mất cả sự nghiệp lẫn vợ. Văn Quyến, Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình, bốn chân sút xuất sắc cùng thời của bóng đá Việt Nam. Ai cũng có những uẩn ức riêng, song Phan Thanh Bình đau đớn hơn cả. Sinh ra để tỏa sáng. Cả bốn chân sút ngôi sao một thời ấy đều sinh ra là để tỏa sáng. Nếu như Văn Quyến từng làm người hâm mộ Việt Nam phải phát điên với những pha đi bóng làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương, những bàn thắng làm mãn nhãn hàng triệu cổ động viên, thì Công Vinh và Anh Đức đều có những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ, giúp đem về cho bóng đá Việt Nam hai chức vô địch AFF Cup, dù cách nhau chẵn chòi một thập kỷ. Phan Thanh Bình cũng sinh ra là để tỏa sáng, nhưng tiếc thay là trên sân khấu của chương trình truyền hình sinh ra để tỏa sáng, bằng những bài hát não lòng như Đôi Mắt Người Xưa, Người Đi Ngoài Phố, Tình Có Như Không, Được Tin Em Lấy Chồng. Ngày Thanh Bình quăng mình lên sân khấu với những bài hát bolero buồn như cuộc đời và sự nghiệp của anh. Anh Đức vẫn đang tỏa sáng trên sân cỏ và một năm sau lên tột đỉnh sự nghiệp với bàn thắng đem về chức vô địch AFF Cup thứ 2 cho bóng đá Việt Nam. Trong bộ tứ tiền đạo lừng danh ngày nào, Phan Thanh Bình nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người chạm ngưỡng vinh quang sớm nhất với suất tiền đạo đá chính ở SEA Games năm 2003, khi mới chỉ có 17 tuổi. Năm ấy, Thanh Bình đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Văn Quyến đoạt quả bóng vàng Việt Nam. Đây chính là kỳ SEA Games mà tôi nhớ nhất trong sự nghiệp, bởi lần đầu góp mặt ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lại được đá trên sân Mỹ Đình với hàng chục ngàn khán giả nhà, nên cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Tiếc là chúng tôi chưa thể đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng. Phan Thanh Bình từng bồi hồi nhớ lại, liên tiếp 3 kỳ SEA Games sau, Phan Thanh Bình đều góp mặt. Trong 4 kỳ SEA Games mà mình liên tiếp tham dự, tiền đạo người Đồng Tháp này có đến 3 lần cùng đội tuyển Việt Nam vào được đến trận chung kết. Song rốt cuộc, phần thưởng của các anh cùng đồng đội cũng chỉ là chiếc huy chương bạc. Mất cả vợ lẫn sự nghiệp. Trên sân cỏ, Phan Thanh Bình có một đoạn kết thật buồn. Sau kỳ SEA Games cuối cùng mà mình tham dự, chân sút thần đồng ngày nào rơi thẳng đứng, rong ruổi rời Đồng Tháp đến Hoàng Anh Gia Lai, rồi Đồng Tâm Long An, An Giang. Sau những ngày tháng rong ruổi ấy, chưa bao giờ anh tìm lại được phong độ vốn có của mình. Đau đớn thay, đoạn kết ấy bắt đầu từ khi Phan Thanh Bình lập gia đình. Mùa giải năm 2015, khi mới có 29 tuổi, Thanh Bình, thần đồng SEA Games ngày nào, phải xuống giải hạng nhất, đá cho Đắk Lắk. Một năm sau, anh xuống khoác áo đội bóng hạng nhì Mancon Sài Gòn trước khi nói lời giã từ sự nghiệp trong lặng lẽ, trầm buồn. Đoạn kết ấy quá buồn cho tiền đạo, từng một thời là sát thủ cực kỳ ăn ý với Văn Quyến trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Thanh Bình từng tâm sự, tôi rất tiếc vì phải giã từ sân cỏ sớm. Nhưng lúc ấy hôn nhân đổ vỡ khiến tinh thần sa sút và tôi cũng không còn động lực nên đành chia tay nghề cầu thủ. Ngày Phan Thanh Bình thành danh, anh là niềm mơ ước của rất nhiều những cô gái xinh đẹp. Song tiền đạo người Đồng Tháp này vẫn giữ cho mình sự thủy chung với mối tình từ ngày còn cắp sách đến trường. Năm 2009, khi sự nghiệp đang độ chín và cần sự tập trung nhất, anh cưới Thảo Trang, cô người mẫu tuổi teen ít tên tuổi. Làm vợ Thanh Bình, Thảo Trang ngày càng nổi tiếng hơn với danh xưng Wasp. Để rồi thay vì tập trung cho gia đình, cô dấn thân sâu hơn vào showbiz, hết làm người mẫu lại đến nhảy múa để tìm kiếm cơ hội giữa môi trường đầy rẫy thị phi. Thanh Bình thay vì tập trung cho sự nghiệp lại bị cuốn theo con đường của vợ, không chỉ dốc lòng ủng hộ mà còn dấn thân vào làm nền cho người phụ nữ của mình. Thần đồng SEA Games ngày nào đi đóng phim, lên sàn diễn thời trang cùng vợ với mong muốn gần gũi, giữ cho sợi dây tình cảm được bền chặt, giữ cho tình yêu từ thuở thiếu thời của mình được trọn vẹn. Rốt cuộc, anh mất cả trì lẫn chài. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, cũng là lúc người vợ yêu đã có với nhau một mặt con của Thanh Bình, dứt áo ra đi, để lại nỗi đau không thể hàn gắn, và đôi chân theo con tim tan nát, chẳng thể đi đúng hướng nữa. Năm 2010, cả hai có với nhau cô con gái xinh xắn là bé Cherry. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, Phan Thanh Bình và Thảo Trang chia tay sau hơn một thập kỷ yêu và cưới. Nói về nguyên nhân đổ vỡ, Thảo Trang từng chia sẻ, chúng tôi chia tay cũng một phần là do tôi ghen quá, yêu lấy yêu để, tạo áp lực cho anh Bình. Anh Bình thì rất thương vợ, thương con, nhưng cầu thủ ai cũng đào hoa và tôi không chịu được chuyện nhiều người bên ngoài cứ dồn dập tấn công chồng mình. Sau khi chia tay, tôi và anh Bình nói chuyện với nhau rất thoải mái, hơn cả lúc trước. Nhiều khi anh Bình thấy tôi gầy quá, còn gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ. Tuy nhiên,
tôi nghĩ tôi và anh Bình không thể quay lại với nhau. Sau ly hôn, việc Thảo Trang nhường quyền nuôi con cho chồng cũ khiến cô nhận nhiều lời chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, cô tâm sự, mình ra đi không có gì trong tay nên không thể nuôi con. Là một người mẹ, Thảo Trang luôn muốn con mình được sung sướng, có cuộc sống ổn định, không bị xáo trộn. Bên cạnh đó, vì biết Phan Thành Bình là một người cha yêu thương con nên cô không tranh quyền nuôi bé Cherry. Bản thân tôi còn chưa lo cho mình xong, làm sao có thể đem con theo được. Tôi còn phải đi làm, đi cày cuốc, không có thời gian ở nhà chăm sóc con. Nếu mang con theo, môi trường sống của con sẽ bị thay đổi, tội nghiệp cho nó. Rồi sau này lớn lên, tâm sinh lý của nó sẽ không được như những đứa trẻ khác. Tôi cũng có nói với anh Bình là tạm thời em để con cho anh. Khi nào em mua được nhà và ổn định mọi thứ, em sẽ đón con về với em. Anh Bình hoàn toàn đồng ý với chuyện này và ủng hộ tôi. Thảo Trang trải lòng. Tôi nghĩ tôi và anh Bình bất đồng trong hôn nhân vì chúng tôi kết hôn quá sớm. Lúc đó tôi mới 21, còn anh Bình 23. Thời điểm đó, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được mọi chuyện, mới dẫn đến xích mích rồi chia tay. Khi chia tay, tôi và anh Bình đều vui. Ra tòa chúng tôi vẫn cười nói bình thường, khiến mấy anh chị trên tòa lấy làm lạ. Chúng tôi đã nhận ra mọi thứ, nên thấy mọi thứ dễ dàng và bình thường. Chỉ đơn giản là chúng tôi sống xa nhau thôi. Quan trọng là chúng tôi vẫn chăm con đàng hoàng là được rồi. Vợ cũ Phan Thành Bình bộc bạch. Sau ly hôn, chồng cũ Thảo Trang sống khá kín tiếng. Trang cá nhân của anh chỉ chia sẻ về bóng đá hay những lần tự họp bạn bè. Năm 2016, Phan Thành Bình quyết định giải nghệ sau khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Cũng trong thời gian này, anh tham gia Sinh Ra Để Tỏa Sáng, game show thực tế về ca hát và giành được giải nhì chung cuộc. Cựu cầu thủ cũng xuất hiện với tư cách khách mời, bình luận tại nhiều chương trình truyền hình về thể thao. Năm 2019, Phan Thành Bình ngồi ghế giám khảo vòng thi Mr. Sport của Mr. Việt Nam năm 2019, cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành riêng cho phái mạnh. Phan Thành Bình hiện tập trung vào công việc và chăm lo cho con gái năm nay lên 10 tuổi nên vẫn chưa có tình yêu mới. Nói về mối quan hệ với bé Cherry, cựu danh thủ cho biết anh và con gái như hai người bạn thân, mỗi ngày đều dành thời gian cho nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Do đó, Phan Thành Bình tin rằng người phụ nữ đồng hành cùng anh sau này sẽ phải hợp với tính cách và yêu thương con gái. Tôi nghĩ một người khi có thể đồng cảm với tôi trong cuộc sống cũng sẽ dễ dàng bắt nhịp với bé. Còn chuyện không hợp với mình nhưng hợp với bé theo tôi là chuyện giả tạo, hoàn toàn không thể xảy ra. Anh cho hay, mối tình đẹp của cầu thủ, showbiz, rốt cuộc vỡ tan tành. Giá như ngày ấy không quá chiều vợ, tập trung cho sự nghiệp, có khi Phan Thành Bình sẽ chẳng kém gì anh Đức, để rồi có được chiếc ghế vinh quang của riêng mình trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bước nhầm một bước chân, thần đồng ngày nào của bóng đá Việt Nam phải trả giá bằng cả sự nghiệp.